Xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ẩn số Thế giới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video 5 tác dụng tuyệt vời nếu ăn ngô thường xuyên. Có thể bạn không biết. Bên cạnh hương vị thơm ngon và được ứng dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, thì ngô có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bạn đừng bỏ lỡ thông tin dưới đây. 1. Là giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Khi mà lượng đường trong máu tăng cao thì dẫn tới nồng độ oxy trong máu thấp và các gốc tự do làm cho tình trạng thiếu oxy trở nên trầm trọng hơn. Các anthocyanin và flavonol có trong ngô là những chất chống lại các gốc tự do mạnh. Chúng loại bỏ các gốc tự do, cải thiện lưu thông máu, bảo vệ tế bào tuyến tụy, tăng tiết insulin và ngăn ngừa suy thận. Thứ hai, giúp giảm cân. Dâu ngô vốn là nhụy của ngô. Chúng là loại sợi màu xanh hoặc vàng có chứa nhiều flavonol, tannin, sabolin, alcholol, cytolol cùng với các canxi, kali, magie. Các chất phytochiasmica trong rau ngô điều chỉnh các gen kiểm soát sự tích tụ chất béo, biệt hóa tế bào mỡ, trong khi làm tăng tốc độ lipoxit và chuyển hóa axit béo. Điều này có khả năng giúp giảm cân. Tuy nhiên, đối với hạt ngô thì đã có nhiều bằng chứng cho thấy gây lên tình trạng tăng cân và béo phì do hàm lượng tinh bột dồi dào. Thứ ba, giúp giảm viêm. Viêm là một cách để cơ thể đối phó với các mối đe dọa như mầm bệnh, gốc tự do, kim loại nặng, chất trung gian độc hại, quá liều, thiếu hụt, kích thích bên ngoài và bất kỳ một căng thẳng sinh lý có lợi nào khác. Các protein và chất phytochiasmica có trong ngô có tác dụng bảo vệ cho cơ thể bạn khỏi các tác nhân gây viêm. Các flavonol như quercetin, lascurin, lecithin cùng với anthocyanin cũng ức chế sự kích hoạt của một số gen gây viêm và cơ chế tế bào. Theo lý thuyết này thì chế độ ăn dầu ngô có thể làm giảm táo bón, hen suyễn, viêm khớp, bệnh ruột kích thích và viêm da. Thứ tư, giúp tăng hàm lượng chất sắt. Thiếu sắt sẽ dẫn tới thiếu máu trong cơ thể, làm thiếu giảm nồng độ hemoglobin. Thiếu máu ở trẻ đang phát triển sẽ khiến cho trẻ bị chậm phát triển này, chậm phát triển nhận thức và hệ thống miễn dịch yếu. Sắt đóng một vai trò quan trọng trong việc vận chuyển oxy và dinh dưỡng. Trong ngô chứa một hàm lượng sắt dồi dào. Thêm ngô vào chế độ ăn với hàm lượng thích hợp có thể giải quyết được các vấn đề về thiếu máu, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ. Thiếu sắt cũng rất cần thiết cho sức khỏe của mắt và tóc, da. 5. Cải thiện thị lực. Lecithin và zeaxanthin là hai loại caroten đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển thị lực. Sự thiếu hụt các caroten này gây ra đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và các rối loạn nhãn khoa do tuổi tác. Hàm lượng caroten được phát hiện chứa nhiều nhất trong ngô vàng và thấp nhất trong ngô trắng và xanh. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và nhận xét kênh Ẩn số Thế giới. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí hiển thị trên màn hình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.